Kỷ lục về lượng người hâm mộ tham dự đông nhất tại một trận đấu bóng đá ở New Zealand đã bị phá vỡ ở trận khai mạc World Cup nữ 2023 diễn ra ngày 20 tháng 7, nơi đội chủ nhà gây sốc với chiến thắng 1-0 trước Na Uy. Ở trận này, Hannah Wilkinson trở thành người hùng với pha lập công ở phút 48 mang về chiến thắng lịch sử cho đội chủ nhà ở trận mở màn thuộc khuôn khổ bảng A. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển nữ New Zealand sau 16 trận ở các kỳ World Cup. Ngoài khởi đầu suôn sẻ của đội chủ nhà, trận khai mạc World Cup nữ năm nay diễn ra tại sân Eden Park, Auckland, còn lập một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá New Zealand. Theo đó, con số 42.137 người hâm mộ đến sân trận này đã vượt qua kỷ lục 37.034 cổ động viên đến sân Wellington Regional để cổ vũ trận lượt đi playoff liên lục địa thuộc vòng loại World Cup 2018 của đội tuyển bóng đá nam New Zealand gặp Peru vào năm 2017. Kỷ lục trước đó cho một sự kiện bóng đá nữ ở New Zealand được thiết lập vào năm 2008 khi Triều Tiên đánh bại Mỹ 2-1 trước 16.162 người hâm mộ trong trận chung kết World Cup U17 nữ vào năm 2008. Cho đến trước trận khai mạc World Cup nữ 2023, kỷ lục về số người hâm mộ tham dự một trận đấu của đội tuyển nữ ở New Zealand chỉ là 12.721 cổ động viên cũng được thiết lập tại Eden Park trong trận giao hữu với đương kim vô địch thế giới Mỹ vào tháng 1. Sự góp mặt đông đảo của người hâm mộ ở trận khai mạc cũng làm lu mờ những lo lắng về an ninh sau vụ xả súng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương tại Auckland xảy ra ngay trước thềm khai màn giải đấu. Ở lượt trận tới vào ngày 25 tháng 7, New Zealand sẽ gặp đại diện đến từ Đông Nam Á là Philippines. Sau trận thắng đội tuyển nữ Ireland tỷ số 1-0 tối 20 tháng 7 ở ngày mở màn World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Tony Gustafsson của đội tuyển Úc thừa nhận ngôi sao Sam Kerr phải ngồi ngoài vì chấn thương là một cú sốc. Chúng tôi đã rất trung thực và không thể che giấu bất cứ điều gì, chỉ biết rằng cô ấy sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 2 trận ở vòng bảng. Đây là cú sốc mà chúng tôi phải trải qua, huấn luyện viên Tony Gustafsson của đội tuyển nữ Úc nói sau trận đấu. Báo chí Úc nhận định, huấn luyện viên Tony Gustafsson đã có phần chủ quan về mức độ nghiêm trọng đối với chấn thương của Sam Kerr. Nhà cầm quân này giữ bí mật về tình trạng thể lực của Sam Kerr cho đến khoảng 1 giờ trước khi trận đấu diễn ra mới thông báo tiền đạo hiện khoác áo câu lạc bộ Chelsea sẽ vắng mặt. Không có Sam Kerr, chúng tôi chơi tấn công không tuyệt vời như mọi khi, thậm chí đôi lúc bế tắc. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Úc là một tập thể giàu tính chiến đấu, một đội bóng biết cách vượt khó để giành chiến thắng, đó là điểm tôi hài lòng nhất, huấn luyện viên Tony Gustafsson chia sẻ. Ở trận ra quân tại bảng B World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Úc giành chiến thắng trước Ireland nhờ bàn thắng duy nhất của đội trưởng Steph Cutley ghi phút 52 từ chấm 11m. Trong khi ở cuối trận, họ phải chịu sức ép lớn từ các cầu thủ nữ Ireland. Các cầu thủ đến từ châu Âu dồn lên tấn công tạo ra không ít cơ hội gỡ hòa nhưng đều bỏ lỡ. Vắng Sam Kerr, huấn luyện viên Tony Gustafsson sử dụng tiền đạo Mary Fowler thay thế. Nhưng hàng công của đội tuyển nữ Úc đã gặp khó khăn trong việc tạo các cơ hội do không có người lĩnh sướng ở tuyến đầu. Sam Kerr sẽ còn vắng mặt ở trận gặp Nigeria ngày 27 tháng 7, trong khi trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển nữ Canada ngày 31 tháng 7 cũng đang bỏ ngỏ. Đây sẽ là thử thách không ít cho huấn luyện viên Tony Gustafsson trong việc tìm giải pháp để giúp đội tuyển nữ Úc giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội, tờ Star đánh giá.